Thưa quý vị, bốn chàng trai của đợt đầu tiên Người Hát Tình Ca trong đêm nay đã có mặt trên sân khấu để cùng đến với kết quả của chúng tôi. Sẽ có hai gương mặt điểm số cao hơn đi tiếp và hai gương mặt còn lại sẽ chia tay với chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố hai gương mặt có điểm số cao hơn một người với 72,8 điểm. Thưa quý vị, đây là điểm số từ ba vị giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay cho cả hai phần biểu diễn của các người chơi. Và người ở vị trí thứ nhì, số điểm là 71,7 điểm. Người ở vị trí thứ ba, số điểm là 70,1 điểm. Và người ở vị trí thứ tư là 69,9 điểm. Chúng tôi xin được chúc mừng gương mặt đầu tiên sẽ bước tiếp vào phần thể hiện đơn của mình trong đêm nay. Đó chính là Nguyễn Thiện Thuật. Xin chúc mừng bạn. Và người thứ hai, đó chính là Trần Quốc Dũng. Xin chúc mừng bạn. Rất tiếc là chúng ta sẽ chia tay với anh Hoàng Hưng và anh Kim Hải ở đây. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình Người Hát Tình Ca. Và mong sớm gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời hai gương mặt đi tiếp, chúng ta chuẩn bị cho tiết mục của mình.